Bạn đã bao giờ thấy ai nuôi cả bầy chim cánh cụt làm thú cưng trong nhà như người đàn ông này chưa? Sáng dậy anh phải dắt chúng đi dạo ngoài đường thế này. Tối về thì lại cùng dùng bữa với chúng trên bàn ăn. Thi thoảng lại phải dạy chúng tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Đi vệ sinh cũng phải bế từng con lên một cho chúng giải quyết. Người đàn ông này tên là Tom Popper. Sau khi bố anh mất, ông ấy không có gì nhiều ngoài một món quà lưu niệm muốn tặng lại cho anh. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Tom chuẩn bị đi làm như mọi ngày thì phát hiện món quà mà bố anh để lại đã được giao trước cửa. Tom mở di sản mà bố để lại cho mình, không ngờ bên trong lại là một con chim cánh cụt đông lạnh. Được rồi, mặc dù không phải là chú cún con ai nhìn cũng yêu nhưng dù sao cũng là bố để lại, ai ngờ bất ngờ vẫn còn ở đằng sau. Tom chỉ vừa mới gọi điện thoại quay lại đã không thấy chú chim cánh cụt đâu. Đến khi đằng sau có một tiếng động vang lên, anh ấy mới nhận ra có chuyện chẳng lành, không ngờ nó vẫn còn sống. Tom cẩn thận ôm nó lên, tên nhóc này lại tặng anh một món quà gặp mặt khó quên. Anh đặt nó vào trong một bồn tắm đầy đá, vì vội đi làm. Chỉ một chút sơ sẩy đã làm hỏng chiếc thùng đựng chú chim cánh cụt. Bức di thư của bố anh cũng vì vậy mà rơi xuống gầm bàn. Ai ngờ Tom vừa ra ngoài chưa được bao lâu, tên nhóc này lại bắt đầu nghịch ngợm. Nó mở vòi nước, vui vẻ bơi lội trong bồn tắm. Khi Tom quay lại và mở cửa phòng tắm, Tom không thể ngờ bản thân lại bị một chú chim cánh cụt giày vò thê thảm. Để trả lại sự trong tự do cho bản thân, anh vội gọi điện thoại cho cục quản lý động vật đến định đưa nó đi nhưng đều bị từ chối. Hết cách, Tom chỉ đành tạm thời nuôi dưỡng nó. Nhưng cách nó đánh thức anh dậy vào buổi sáng khiến anh sắp phát điên. Tom không thể chịu nổi, trực tiếp đuổi nó ra ngoài nhưng nó rõ ràng không muốn rời đi. Lúc này, anh nhìn thấy lò hoa ở trên bàn, lập tức nhanh trí vội hất hết nước trong bình xuống đất, ôm lấy chú chim cánh cụt và tiến nói đi. Tất cả động tác đều rất thành thục. Ai ngờ sau khi thoát khỏi chú chim cánh cụt được 5 phút, vừa bước xuống lầu, Lễ Tân đã ôm lấy chú chim cánh cụt bảo Tom đưa đi. Tom vô tội, liên tục giải thích anh đang nói gì vậy, tôi làm sao có thể nuôi chim cánh cụt. Kết quả Lễ Tân mở camera. Sau đó, vì không muốn Lễ Tân nói với ai, Tom lại nhét một khoản phí bịt miệng cho đối phương. Đúng là mất cả chì lẫn chai. Thậm chí vận đen này chưa đi vận rủi khác lại đến. Hôm sau, một chiếc thùng được đưa đến. Vốn có thể đưa trên cánh cụt quay về, ai ngờ mở chiếc thùng ra xem, bên trong lại chạy ra thêm 5 con chim cánh cụt. Tom lập tức đau đầu. Lúc này chuông cửa vang lên, là vợ cũ đưa các con đến chơi. Con trai thấy chú chim cánh cụt tưởng rằng đó là món quà mà Tom chuẩn bị, cậu vô cùng vui vẻ. Làm gì có ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của chúng chứ, đến cả tôi cũng không cưỡng lại được. Đến cả cô con gái vẫn luôn xa cách với Tom cũng lộ ra nụ cười hiếm có. Các con vui vẻ chơi đùa với chim cánh cụt. Lúc này chuông cửa lại vang lên, là vườn bách thú đã từng liên lạc trước đây đến để đón chim cánh cụt về. Một người nuôi sau chú chim cánh cụt là trải nghiệm thế nào? Mỗi sáng đều thức dậy bởi sự bao quanh của chim cánh cụt, chơi bóng, nhảy múa đều không thiếu bạn, quan trọng là năng lực học tập rất tốt, thấy Tom ngã cũng lần lượt ngã theo. Chim cánh cụt đáng yêu như vậy, tôi muốn hỏi ở đâu có thể nuôi được. Mặc dù có chim cánh cụt bên cạnh rất vui vẻ nhưng Tom là một người làm thuê, không thể lúc nào cũng trông chừng bọn chúng. Vô tình phát hiện bọn chúng rất thích xem sắc lơ, vì thế liền nhanh trí tìm bảo mẫu đến trông nom, nói với bà ấy chỉ cần mở tivi, tuyệt đối đừng chuyển kênh, bọn chúng có thể đứng đó xem cả ngày. Ai ngờ anh ấy vừa ra ngoài chưa được bao lâu, bảo mẫu lại vô tình chuyển kênh khiến bọn chúng bị dọa hét toáng lên, bảo mẫu cũng bị dọa bỏ chạy. Kết quả quên đóng cửa, chim cánh cụt chạy hết ra ngoài, bọn chúng đi trên đường lớn còn qua đường một cách rất ngay ngắn. Người thấy mùi của Tom đi một mạch đến hội trường bữa tiệc. Kết quả không cẩn thận va phải thùng nước, nhanh trí trôi theo dòng nước, trên đường còn tông phải rất nhiều người. Sao tội nó lại không tham gia trượt băng ở Thế vận hội nhỉ, đúng là quá đáng tiếc. Sau khi phát hiện ra Tom, chúng vội vàng đuổi theo, mặc dù đã khiến buổi tiệc trở thành một mớ hỗn loạn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô tội của chúng, Tom không thể tức giận nổi. Để tình chúng quá đáng yêu nên tha thứ cho chúng một lần. Rất nhanh chim cánh cụt còn sinh được 3 quả trứng. Hai trong số đó thuận lợi ra đời, những chú chim cánh cụt nhỏ phá vỏ ra đời. Tom rất xúc động. Anh cải tạo ngôi nhà thành sân trượt băng để những chú chim cánh cụt tự do chơi đùa, nhưng vẫn còn một quả trứng không có động tĩnh gì. Tom giống như một người cha già ngày nào cũng ở bên cạnh, ân cần chăm sóc, thậm chí còn bị bủi việc vì quá lâu không chịu đi làm. Nhưng Tom không hề từ bỏ việc ấp trứng, không những lên mạng tìm hiểu, ngủ với quả trứng mỗi đêm mà còn xây một chiếc tổ an toàn, kỳ vọng tên nhóc này có thể thuận lợi ra đời. Anh luôn cầu nguyện như vậy. Nhưng cục quản lý động vật lại nói với anh quả trứng này hết cách rồi. Bạn từng thấy một chú chim cánh cụt biết bay chưa? Hôm nay sẽ đưa bạn trải nghiệm. Sau khi ấp trứng thất bại, Tom luôn rất buồn. Sự ghét bỏ ban đầu cho đến việc ở chung với nhau lâu ngày, anh ấy đã coi những chú chim cánh cụt này như người nhà của mình. Nhân viên quản lý nói chỉ khi ở trong vườn bách thú, chim cánh cụt mới có thể sống tốt. Tom bất lực đồng ý để nhân viên đưa chim cánh cụt đi. Anh ấy lại quay về công ty làm bằng cách cứng rắn, định dùng công việc để che lấp nỗi buồn của mình. Đối diện với sự chất vấn của hai con, anh cũng chỉ đành giả vờ không hề quan tâm. Hôm đó lúc chuẩn bị ra ngoài, anh vô tình phát hiện ra bức thư bị rơi ở dưới gầm bàn. Bố nói chim đánh cụt là loài động vật thông minh,
chỉ cần nó yêu con thì sẽ không bao giờ rời đi. Bố hy vọng con có thể ở bên cạnh con của mình nhiều hơn, đừng như ông ấy, cả đời đều trên đường đi du lịch rất ít về nhà. Tom bị cảm động, lúc này anh ấy mới nhận ra chim cánh cụt đã trở thành gia đình của mình, anh phải đưa chúng quay về. Tom đưa gia đình đến vườn bách thú, nhưng phát hiện ra trong khu tham quan chim cánh cụt này không phải của mình. Anh đến tìm quản lý để chất vấn, lại phát hiện chim cánh cụt của mình đều bị nhốt trong một căn phòng tối chuẩn bị bán đi. Tom giải cứu chim cánh cụt, nhốt ông quản lý vào trong. Cả nhà chạy trốn bảo ăn cả đoạn đường, trốn thoát thành công, nhưng khi chuẩn bị rời đi mới phát hiện bọn họ để sót một con ở trong đó, còn bị đuổi đến mái nhà. Tên nhóc không biết nguy hiểm đang ập đến, dốc hoát nhảy xuống, mọi người vô cùng hốt hoảng, không ngờ khoảnh khắc sắp chạm đất, nó mở cánh diều trên lưng bay lên không trung. Đúng là kỳ lạ, đời này tôi chưa từng nhìn thấy chim cánh cụt biết bay. Cuối cùng nó thành công chui vào trong xe, rời khỏi hiện trường cùng với gia đình Tom. Nhưng chưa trốn được bao lâu, quản lý lại đưa cảnh sát đến nói Tom nuôi dưỡng chim cánh cụt phi pháp, còn nói cả nhà anh ấy đều bị điên khi tự cho rằng đám chim cánh cụt này yêu anh ấy. Vì thế, quản lý liền làm một thí nghiệm để chim cánh cụt lựa chọn giữa cá và Tom. Ông ta rất tự tin bởi vì động vật sẽ không phản bội lại bản tính của mình. Tom lùi lại vài bước, anh tin rằng giữa gia đình và đồ ăn chúng sẽ lựa chọn gia đình. Quả nhiên bọn chúng liền quay đầu lại, bỏ mặc con cá và đi về phía Tom, vây lấy anh ấy. Cảnh sát không thể tiến hành bắt giữ vì không có chứng cứ. Tom và vợ đã giải quyết được những mâu thuẫn và họ trở lại với nhau. Anh từ bỏ công việc và có một gia đình hạnh phúc như nguyện vọng của người cha quá cố. Cuối cùng, cả nhà Tom đến Nam Cực phóng sinh cho chim cánh cụt bởi vì gia đình thật sự của chúng mới là nơi đây. Có một chú chim cánh cụt trong đó không nỡ rời xa bọn họ. Tom hứa với nó sau này nhất định sẽ đến thăm nó. Dù gì bạn cũng là gia đình của tôi. Nuôi chó mèo thì không thiếu, nhưng nuôi chim cánh cụt thì đây là lần đầu tiên tôi thấy. Quả nhiên cho dù bạn nuôi con gì, chỉ cần dùng tấm lòng thì có thể tìm được cách kết nối với chúng. Muốn thân thiết cũng không nhất định phải dùng lời nói. Bộ phim chim cánh cụt nhà Popper đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo. Nếu thấy hay hãy cho chúng mình một like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình trong những video tiếp theo nhé. Xin chào!